Các bạn có thể thấy từ lúc bật máy lên đến lúc cho ra một ly cà phê thành phẩm chưa mất đến 3 phút. Đã bao giờ bạn tự nghĩ việc sở hữu một chiếc máy pha cà phê sẽ giúp bạn tiết kiệm được những gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình tìm câu trả lời với chiếc máy pha cà phê DeLonghi trong video ngày hôm nay. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình sẽ nói sơ qua ngoài ngoại hình một chút. Chiếc máy này gần như vẫn giữ nguyên được lối thiết kế Dedica của đàn anh đi trước là dòng 7-8 năm. Thân máy được khoác lên mình một bộ áo màu xám làm từ chất liệu thép không rỉ, với các đường viền kim loại sáng bóng mang đến vẻ sang trọng trong những không gian mà nó được đặt lên. Trên chiếc máy này thì được bố trí 3 nút điều khiển bằng nút nhấn cơ. Bên hông sẽ có thêm khóa vòi hơi để điều khiển vòi hơi bên dưới. Với 3 chiếc nút này thì chúng ta có thể điều chỉnh là nhiệt độ chiết xuất, độ cứng của nước và thời gian nghỉ của máy. Các bạn có thể xem chi tiết hơn ở phần hướng dẫn sử dụng nha. Còn riêng mình thì mình đánh giá rất cao cái phong cách thiết kế này, tại vì trong nó vừa gọn gàng vừa hiện đại cho nên sẽ phù hợp với nhiều không gian khác nhau, chẳng hạn như là phòng bếp, phòng khách. Và sẽ rất hợp lý nếu như đặt chiếc máy này ở sảnh chờ của các công ty vừa và nhỏ. Ở bề mặt trên này của máy là khu vực làm bằng kim loại sáng bóng. Mục đích của việc này là ngoài việc trang trí thì nó còn giúp cho máy tỏa nhiệt tốt hơn để giúp những ly tách của chúng ta luôn ở một độ ẩm nhất định. Tuy nhiên mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn là trước khi các bạn úp lên phần này thì các bạn nên lau khô ly đi. Tại vì khi chúng ta úp ngược ly xuống mà còn nước thì nước nó sẽ nhiễu xuống cái phần kim loại ở dưới đáy và nó tạo nên các vết ố nhìn không được thẩm mỹ và vệ sinh. Đằng sau của máy sẽ là nơi chứa bình nước với dung tích là 1,1 lít. Bình này được làm bằng nhựa cứng trong suốt để có thể quan sát mực nước bên trong dễ dàng. Để châm nước vào bình đó thì chúng ta sẽ có hai cách như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể mở nắp ở phía trên hoặc là các bạn có thể rút nó ra luôn. Trên mặt bình thì sẽ có một cái nấc mà hiện mức cao nhất để các bạn đổ nước vào. Nói sơ qua về ngoại hình cũng đã xong. Bây giờ thì mình sẽ đi đến những cái phần mà mình nghĩ là quan trọng để giúp cho các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn về chiếc máy pha cà phê gia đình này. Đầu tiên đó chính là group head của máy, hay còn gọi là vòi chiết xuất cà phê. Nơi đây sẽ là nơi kết nối với phần tay cầm. Khi cả hai được gắn chặt vào nhau thì phần nước nóng của cái vòi chiết xuất này sẽ chảy xuống cà phê và phinh lọc, tạo ra một cái áp suất nhất định. Và cũng chính áp suất này sẽ chiết xuất cà phê đi qua bộ lọc, tạo ra một dòng cà phê mà chúng ta thường gọi là espresso. Có một kinh nghiệm nhỏ trong quá trình mình sử dụng chiếc máy pha cà phê mà muốn chia sẻ với các bạn, đó là trước khi mà chúng ta pha một ly cà phê mới thì chúng ta nên xả nước nóng ra để tẩy rửa đi hết tất cả những cái mảng cà phê còn bám lại ở cái lần pha trước, cũng như là chúng ta làm nóng cái vòi chiết xuất và tay cầm. Việc này tuy nhỏ nhưng mà góp phần tạo nên sự thành công cho một ly cà phê thơm ngon. Bộ phận thứ hai mà mình muốn nói tới đó chính là tay cầm của máy. Phần tay cầm của máy pha cà phê này thì được hoàn thiện khá tốt nha, cầm rất là đầm và chắc tay. Bộ phận quan trọng nhất của phần tay cầm đó chính là phinh lọc. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 loại phinh lọc đơn, phinh lọc đôi và phinh lọc túi cà phê. Nếu như các bạn mới lần đầu sử dụng máy thì các bạn có thể nhìn vào phần ký hiệu được dập nổi dưới đáy của phinh lọc để có thể chọn được chính xác. Trong phụ kiện đi kèm với máy thì cũng có muỗng đông, với phinh đơn là 1 muỗng và phinh đôi là 2 muỗng. Với phinh lọc thì sẽ có 2 dạng chính mà chúng ta thường sử dụng, đó là phinh lọc đơn và phinh lọc đôi có áp suất như thế này. Với dạng phinh lọc này thì chúng ta có thể sử dụng với các loại cà phê khác nhau, không lo nhiều về kích thước cà phê hơi quá thô hay là quá mịn. Tuy nhiên có một nhược điểm với các dạng phinh lọc áp suất, đó là chúng ta không thể nào tinh chỉnh được về kích thước, về liều lượng cũng như là kỹ thuật nén cà phê như là ở các máy chuyên nghiệp được. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần chamber với công dụng là để nén cà phê vào lõi lọc. Với chiếc chamber này thì cũng được hoàn thiện chắc chắn khi cầm cho cảm giác nặng vừa phải, giúp thao tác nén cà phê được tốt hơn. Thông thường khi pha một ly cà phê ra mà các bạn thấy dòng chảy đột ngột bị chậm hoặc là ngắt quãng thì có thể là do các bạn nén quá chặt. Lúc này các bạn hãy giảm lực nén lại để cho lượng cà phê có thể cho dòng chảy ra mượt mà hơn. Một chi tiết phụ nhưng góp phần hoàn thiện hơn cho chiếc máy này đó chính là khay chứa nước thải. Phần trên của khay sẽ có một miếng kim loại được tạo lỗ, vừa có công dụng để đựng ly cà phê khi được chiết xuất, vừa đựng nước thải trong quá trình chúng ta xả nước hoặc là sau khi chiết xuất xong sẽ còn vài giọt cà phê cuối cùng chảy xuống. Bên trong được tạo hình với hai khối nhô lên tương ứng với vị trí của dòng xả phần tay cầm, giúp cản bớt lực nước không bị văng ra ngoài. Cái phần nhựa đỏ bên trong này nè hoạt động như một cái phao và nó sẽ nổi lên nếu như nước thải bên trong đầy để cảnh báo cho các bạn biết. Và nếu như mà các bạn dùng ly cao để pha cà phê thì các bạn có thể tháo cái phần khay này ra luôn để lên cái phần khay ở bên dưới là ok. Cuối cùng là phần vòi đánh hơi của máy. Và để đánh giá về chiếc vòi đánh hơi này thì mình sẽ giới thiệu sơ về công nghệ gia nhiệt để tạo hơi cho máy. Chiếc máy này sẽ có công suất 1350W, áp lực bơm 15 bar, sử dụng công nghệ gia nhiệt là Thermoblock. Đây chính là công nghệ được sử dụng rộng rãi ở các dòng máy phổ thông phục vụ cho gia đình. Ưu điểm của công nghệ này chính là nhỏ gọn,
gia nhiệt nhanh và dễ dàng sử dụng. Máy sẽ làm nóng trực tiếp, độc lập, không qua nồi hơi. Nước nóng sẽ đi qua khố giữ nhiệt và các đường ống có chiều dài và đường kính phù hợp. Kết quả cuối cùng là nước đầu ra đủ nóng để chiết xuất cho chúng ta một ly cà phê thơm ngon. Tuy nhiên cũng có nhược điểm nha, là vì không sử dụng nồi hơi cho nên áp lực của vòi hơi nó sẽ không mạnh bằng những cái máy pha chuyên nghiệp sử dụng công nghệ gia nhiệt nồi hơi. Và trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ sử dụng vòi hơi trong khoảng là 60 giây. Sau 60 giây máy sẽ cảnh báo để chúng ta làm mát máy lại và sử dụng bình thường. Theo như trải nghiệm bản thân mình nha, trong khi mà mình sử dụng chiếc máy này trong thực tế thì mình đánh giá rằng vòi hơi của chiếc máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, khi giúp cho mình tạo một lượng foam sữa béo ngậy và vị ngọt nhẹ tự nhiên nhờ được đánh nóng với nhiệt độ hợp lý. Nói có sách mách có chứng, ngay bây giờ mình sẽ làm một ly cappuccino theo style của mình để cho các bạn thấy khả năng hoạt động của máy. Và cũng chính trong phần trải nghiệm đó, mình sẽ chia sẻ là các bạn sẽ tiết kiệm được những gì với chiếc máy này. Việc chúng ta cần làm đầu tiên là khởi động máy. Nút nhấn nằm ở phần chân đế. Khi ta nhấn nút khởi động, máy sẽ thông báo bằng việc sáng đèn lần lượt ở 3 nút điều khiển. Sau 2 lượt chớp theo thứ tự, thì sau đó hai đèn ở đầu tiên sẽ nhấp nháy, báo hiệu việc đang chuẩn bị khoảng 40 giây. Sau khi thấy hai đèn này sáng thì có nghĩa là máy đã chuẩn bị xong rồi đó. Chúng ta sẽ đong cà phê bằng muỗng của hãng Tang Kem. Và phân lọc ở đây mình chọn là phân lọc đôi. Bây giờ mình sẽ cho cà phê vào nha. Đó, các bạn cho nó vung vung lên một xíu ha. Sau đó là các bạn tán cho bằng mặt nè. Rồi, gạn cho nó sạch ra nha. Lấy cái tumbler, các bạn nén xuống một lực vừa đủ. Yeah. Trong phần lõi lọc này cũng có vạch chia. Sau vài lần sử dụng thì các bạn có thể tự cho cà phê vào theo thói quen, miễn là đừng quá vạch là được. Vì khi đó chúng ta sẽ khó lắp ráp tay cầm vào group head. Dòng cà phê của chúng ta khi ra cũng sẽ bị đứt đoạn. Trước khi lắp phần tay cầm vào group head á, thì các bạn nên xả nước một lần để cho loại bỏ hết các tạp chất dính bên dưới, cũng như là làm nóng cái phần này nha. Chúng ta sẽ đưa tay cầm vào phần insert và vặn một lực vừa đủ đến phần close. Sau đó mình sẽ nhấn nút chọn dung tích. Khi ta nhấn nút xong, máy sẽ cho ra hai lần nước nóng. Với lần đầu tiên, một lượng nước vừa đủ cho cà phê được thấm đều nước và ủ. Sau đó khoảng 3 giây, lượng nước thứ hai sẽ được cốc tạo thành dòng cà phê mượt mà như các bạn thấy ở đây. Dung tích mặc định sẵn của máy là 30ml trên ly đơn và 70ml trên ly đôi. Nhưng mà tùy vào gu của mỗi người, chúng ta có thể thay đổi lượng cà phê cho ra bằng cách là chúng ta sẽ nhấn và giữ cái nút dung tích để thay đổi lượng cà phê cho ra. Chẳng hạn như là các bạn muốn thay đổi lượng cà phê ở ly đơn đi, thì các bạn sẽ nhấn và giữ vào đây. Đến khi nào mà đèn báo hiệu chớp nháy thì có nghĩa là máy đang vào chương trình cài đặt sẵn. Tiếp theo mình sẽ cho sữa vào ca đông. Cái này thì cũng được cả hãng tặng kèm theo máy nha các bạn, để chúng ta bắt đầu quá trình đánh sữa. Thật ra đối với một ly cappuccino hoặc là một ly latte thì sẽ có công thức chuẩn cho tỷ lệ là bao nhiêu sữa, bao nhiêu ml cà phê trong cái ly tiêu chuẩn đó để ngon nhất. Nhưng mà mình đang ở nhà mà, cho nên là hôm nay mình sẽ pha theo như thói quen và sở thích của mình, miễn sao mình cảm thấy ngon là được. Để bắt đầu đánh sữa, chúng ta sẽ nhấn vào nút hơi nước nóng ở cầm điều khiển. Đèn sẽ chớp để chuẩn bị hơi. Và sau khi sáng đứng là chúng ta có thể sử dụng vòi hơi được rồi. Chúng ta sẽ đưa ca đánh sữa vào và đặt cho đầu vòi hơi ngập trong sữa luôn. Sau đó xoay nút khóa vòi hơi và bắt đầu đánh sữa thôi. Sau khi mà sữa đạt được độ nóng mong muốn, chúng ta sẽ khóa vòi hơi lại và xả thêm một lần hơi nữa để đẩy hết lượng sữa đọng bên trong. Sau đó dùng khăn ẩm lau sạch đầu vòi. Còn bây giờ, mình sẽ chế sữa vừa đánh nóng này vào trong cà phê để thưởng thức. Nhưng mà tất nhiên là cũng tùy vào gu của các bạn mà các bạn có thể thêm sữa đặc hoặc là đường vào đây. Còn bây giờ, các bạn phải thông cảm cho mình một xíu, tại vì việc pha cà phê không phải là thế mạnh, cho nên mình không thể tạo hình như là các barista chuyên nghiệp được. Đó, như các bạn thấy, ở đây mình có một ly cà phê đúng gu của mình và một chiếc bánh sừng bò mình đã chuẩn bị sẵn. Hoặc các bạn có thể thay thế combo này bằng một ly cà phê sữa và bánh mì nhân thịt, gần với người Việt Nam có khi lại còn ngon hơn nữa. Còn ở đây á thì tỷ lệ yêu thích của mình là 30% hạt Arabica, 70% hạt Robusta. Và đánh giá của mình nha, mình nghe được hương thơm nhẹ của hạt Arabica và dậy mùi thơm của sữa đã được đánh nóng. Mình uống vào á, cảm nhận được cái độ đắng và mạnh của hạt Robusta nè. Đi liền với đó là độ béo và thơm của sữa. Các bạn có thể thấy, từ lúc bật máy lên đến lúc cho ra một ly cà phê thành phẩm chưa mất đến 3 phút. Như vậy yếu tố thời gian là tiết kiệm đầu tiên mình muốn nhắc đến. Cứ mỗi buổi sáng các bạn thức dậy sau khi vệ sinh xong, chưa đến 3 phút các bạn có được một ly cà phê thơm ngon để thưởng thức tại nhà. Hoặc các bạn có thể cho vào bình giữ nhiệt mang lên công ty uống. Yếu tố tiết kiệm thứ hai đó chính là chi phí. Hiện tại một ly cà phê rẻ nhất bên ngoài cũng 20.000 rồi, mà các bạn không biết được nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào, có an toàn hay không, thậm chí là có pha trộn thêm cái gì không.
Trong khi đó, nếu như các bạn có một chiếc máy pha cà phê tại nhà thì các bạn hoàn toàn chủ động pha cho mình một ly cà phê đen, một ly cà phê sữa hoặc giống như mình là một ly cappuccino. Bên cạnh đó, với những ai mà yêu thích vị sữa nhưng gu cà phê mạnh thì có thể làm một ly espresso nhưng cho thêm vài muỗng bọt sữa nữa là các bạn sẽ có một ly espresso macchiato. Và còn rất rất nhiều các món mà chiếc máy này có thể làm được nữa. Các bạn chỉ cần tìm hiểu, điều chỉnh cho phù hợp với gu của bản thân mà thôi. Cuối cùng, với công nghệ gia nhiệt Thermoblock giúp máy khởi động nhanh, vòi hơi vừa đủ để đáp ứng nhu cầu đánh sữa tạo form. Khả năng chiết xuất tốt của máy sẽ phù hợp với các bạn là công nhân viên chức không có nhiều thời gian để chuẩn bị thức uống buổi sáng, và phù hợp với cả những bạn đang làm việc tại nhà, yêu thích cà phê nhưng ngại ra quán Sobo thì chiếc máy này là cực kỳ phù hợp cho các bạn lựa chọn. Vừa tiết kiệm thời gian nè, lại tiết kiệm tiền bạc cho các bạn nữa. Không cần phải ra quán thưởng thức những ly cà phê đắt tiền. Giờ đây, tại nhà, các bạn có thể tự pha cho mình một ly cà phê chuẩn khẩu vị. Theo mình, đó mới chính là ly cà phê thơm ngon nhất. Và đến đây video cũng khép lại. Nếu như các bạn muốn biết thông tin chi tiết, giá bán sản phẩm thì truy cập đường link ở phần mô tả nha. Trước khi rời video này, các bạn ủng hộ Điện Máy Xanh một like, một subscribe nha. Bye bye.